của Điểm Báo Online. Những thông tin mới nhất trên mọi lĩnh vực đời sống sẽ được chúng tôi cập nhật hàng ngày trong chương trình. Và hôm nay, thứ Hai ngày 14 tháng 8 năm 2017 sẽ có những nội dung chính sau đây. BOT Cai Lệ xả trạm vì ùn tắc hơn nửa giờ. Trao đổi với Dinh.vn, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết, BOT Cai Lệ đã xả trạm hơn nửa giờ vào chiều ngày 13 tháng 8. Nguyên nhân là do nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé, khiến hàng trăm ô tô bị ùn tắc từ hai hướng Sài Gòn về Cần Thơ và ngược lại. Nghi công an dởm, người dân vây đánh thanh niên mặc sắc phục. Sáng nay ngày 14 tháng 8, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh, trưởng công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang làm rõ vụ một nam thanh niên mặc sắc phục công an có biểu hiện say xỉn, bị người dân vây đánh ở khu vực ngã tư Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Hữu Huân. Trước đó vào chiều ngày 13 tháng 8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một video ghi lại cảnh rất đông người đang vây một nam thanh niên mặc sắc phục đi xe tay ga. Nam thanh niên này có biểu hiện say xỉn, khi người dân hỏi giấy tờ tùy thân thì không xuất trình được. Thanh niên đưa tin. Ủy ban Nhân dân huyện chi tiền vô tội vạ, nợ chồng chất. Trong giai đoạn 2015-2016, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà đã thực hiện thu chi không hợp lý, dẫn đến nợ đọng nhiều khoản. Riêng nợ đọng xây dựng cơ bản đã lên đến gần 100 tỷ đồng. Ông A Vượng, Bí thư huyện ủy Đắc Hà, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà giải trình về hàng loạt sai phạm sau khi Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện công bố kết quả giám sát chuyên đề, giám sát thường niên trong 6 tháng đầu năm 2017. Thông tin chi tiết được đăng tải trên vietnammới.vn. Siêu đô thị AIC Mê Linh hoang vu sau gần 10 năm triển khai. Vào thời điểm hoàng kim của bất động sản, khoảng từ năm 2008 đến 2010, siêu đô thị AIC Mê Linh chính thức được thay nghén. Giới bất động sản cũng sốt sình sịch theo những lời giới thiệu quảng cáo của chủ đầu tư, để rồi sau nhiều năm, nơi đây vẫn là một hoang mạc không hơn không kém. Thông tin trên nhadầutu.vn. Tài xế ô tô chiếm vỉa hè phản ứng gay gắt với ông Đoàn Ngọc Hải. Khoảng 18 giờ tối ngày 13 tháng 8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cùng đoàn kiểm tra liên ngành có mặt trên đường Lý Tự Trọng, chấn chỉnh trật tự lòng đường vỉa hè. Thấy đoàn kiểm tra đến, nam tài xế định điều khiển phương tiện rời khỏi vị trí. Do vậy, đoàn kiểm tra chặn phương tiện lại. Nam tài xế phản ứng gay gắt cho rằng xe anh mới vừa chạy lên lề đường để trả khách nước ngoài xuống. Khi anh định lùi xe lại vào hầm thì bị đoàn tới kiểm tra. Thông tin chi tiết trên vietnamnet.vn. Cháy nhà ở phố Tây Sài Gòn. Gần 1 giờ sáng ngày 13 tháng 8, người dân hoảng hốt khi lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội tại kho hàng của ngôi nhà nằm sâu trong hẻm 84, Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão. Xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường và đến 1 giờ 30 thì ngọn lửa đã được khống chế. Thời điểm xảy ra vụ việc thì không có người bên trong nhưng toàn bộ đã bị thiêu rụi. Thông tin trên VN Express. Giá heo hơi giảm từ 2.000 đến 3.000 đồng trên 1 kg, dịch tả xuất hiện. Giá heo hơi trong tuần khá ổn định tại các tỉnh phía Nam, tuy nhiên lại giảm khoảng từ 2 đến 3.000 đồng trên 1 kg tại các tỉnh miền Bắc. Thủ phủ nuôi lợn Đồng Nai quyết tâm giảm đàn heo trên toàn tỉnh xuống và dịch tả xuất hiện tại Khánh Hòa là những tin tức nổi bật trên thị trường heo hơi vừa qua. Chi tiết được đăng tải trên vietnambit.vn. Khai trương phố đi bộ Bùi Viện vào ngày 20 tháng 8. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt vào ngày 20 tháng 8 sẽ chính thức khai trương phố đi bộ Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để phục vụ người dân, du khách đến vui chơi và tham quan. Theo đó, từ ngày 15 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đã cấm xe máy lưu thông từ 19 giờ hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Mỹ Tâm liên tục xin lỗi khán giả vì tới sự kiện trễ. Trong một sự kiện ở Hà Nội, Mỹ Tâm đi trễ 10 phút. Ngay khi đến nơi, cô đã liên tục cúi đầu và xin lỗi khán giả. Lời xin lỗi của Mỹ Tâm nhận được sự cảm thông của khán giả và người hâm mộ. Họ đã không ngừng reo hò và động viên cô sau sự cố. Trong sự kiện, cô đã gửi tặng những ca khúc quen thuộc đã làm nên tên tuổi của Mỹ Tâm trong lòng người hâm mộ như Hãy Về Với Nhau, Vì Em Quá Yêu Anh, Ước Gì và Đời Chỉ Riêng Em. Chuyển sang một thông tin về quốc tế. Triều Tiên cảnh báo sẵn sàng tung đòn tấn công cuối cùng vào Mỹ. Báo Nhà nước Triều Tiên ngày 12 tháng 8 cảnh báo quân đội nước này đang chờ lệnh để sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào Mỹ. Hãng tin Fox News cho biết, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ hoàn tất kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ vào giữa tháng này. Trong khi đó, Tổng thống Trump nói biện pháp quân sự với Bình Nhưỡng đã lên nòng. Thông tin về thế giới vừa rồi đã khép lại phần Điểm Báo Online ngày 14 tháng 8 năm 2017. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.